Dạ hello, xin chào quý khán giả. Thì con là Hiếu Nhỏ đây. Thì chào mừng quý khán giả đã trở lại với kênh Hội Thiện Nguyện Medes. Thì hôm nay là ngày 22/11/2021. Thì bây giờ là 7 giờ tối. Thì con với anh Liệu có nhận một ca cần hỗ trợ cấp cứu gấp. Nên là đây là một ca F0 quý khán giả, khá là gấp. Nên là bây giờ con với anh Liệu phải tức tốc lên đường để qua hỗ trợ oxy cho ca này quý khán giả. Rồi anh Liệu, chào quý khán giả anh Liệu. Rồi chào quý khán giả, Liệu đang chạy xe gấp quá, không chào nói nhiều được cả nhà. Chạy xíu, Liệu sẽ nói sau. Được rồi, thì bây giờ con xin mời quý khán giả tiếp tục đón xem hành trình của con với anh Liệu. Chào quý khán giả. Rồi bây giờ tụi con cũng đã tới được nhà của bệnh nhân rồi nha quý khán giả. Để vào xem tình hình của bệnh nhân như thế nào, nghe đó là cần oxy rất là gấp. Tính luôn cái dạ. Thì bây giờ chắc tụi con phải đưa bà vô cấp cứu luôn. Để rồi, để rồi.
tụi con cũng đã tới được cổng cấp cứu của bệnh viện 175 rồi nha quý khán giả. Thì tình hình của bà khá là nguy cấp lắm rồi, nên là anh em tụi con phải xử lý nhanh chóng luôn quý khán giả ơi. Đây đây là khoa cấp cứu bệnh viện 175. Thì hôm qua con với anh Hận cũng có đưa một ca vào đây. Dạ rồi, thì bây giờ tụi con cũng đã tới được cấp cứu. Nhưng mà bà thì có kết quả dương, nhưng mà cô thì cô cũng đã từng bị nhưng mà cô không có báo với phường nên là vẫn chưa test. Bây giờ sẽ vào bệnh viện test lại không nhỉ? Dạ. Test bà lẫn như là cô luôn, là cô là cô con của cô, con của bà. Bây giờ phải test cô để cô có thể lại chăm cho bà được. Thì bây giờ tiếp tục đợi kết quả xét nghiệm nha quý khán giả. Nếu mà âm thì cô và bà mới có thể được vào bệnh viện. Không có thấy ngồi ôm mình từ ở ngoài. Ơ cười ở ngoài cố gắng nha. Con sợ bà mệt á. Thế mà con mệt con nhìn đang sao mà thấy hai người mà cứ ôm ngoại hoài. Tại em sợ dằn lắc qua lắc lại á, nó ôm vào ngoại cho ngoại. Tại em coi TikTok anh ngoại hôm bữa em có lưu cái số mà sao nhìn nó mất tiêu, xong cái bên kia nó không có oxy, nó kêu kiếm, rồi em lên mạng em kiếm gọi thấy cái chị kia kêu là bên đây nó giờ nó không hỗ trợ xe nữa, chứ không sợ oxy thôi. Gặp anh vô nhờ anh đưa bà em vô luôn, chứ đợi bên kia biết nào nó mới tới. Đúng rồi. Thì cái gì nếu mà cần á thì cứ như mọi người cần thì gọi bên anh thì sao hết cả. Ngoài có bệnh mấy bữa rồi? 3 bữa rồi đó, bữa thứ 7. Mình nữa 3 bữa hả? Mà 2 bữa đầu thì ho nhiều. Ăn uống thì được không? Ăn thì được, cái ít ít thôi chứ không ăn nhiều được. Dạ. Ngoài ơi cố gắng lên nha. Mày vui lên, không có gì đâu nha. Vì nằm bệnh viện 1-2 ngày rồi có bác sĩ ở đây, có bác sĩ chăm cho ngoại. Có bác sĩ chăm, không có gì hết. Rồi hết bệnh rồi về nhà đi du lịch nha ngoại nha. Đi 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 biển Vũng Tàu tắm biển nha. Dẫn lên, không có gì đâu. Đưa tới mình vô tới bệnh viện rồi là mình không có gì, có bác sĩ lo cho mình nha ngoại. Tại vì á đưa cho bệnh viện sợ không cho người đi theo chăm đó, rồi ngoại thì ăn không được. Dạ. Yeah. Phải cho uống sữa không rồi giờ không. Mà trước khi bà phát hiện dương tính đó cô, thì bà có bị bệnh nền gì không cô? Có, bà bị tim rồi bị thận nữa. Dạ, rồi bị tim với bị thận. Áp cao. Dạ. Thận hư hình trái. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 82 rồi đó. 82 tuổi là có bị tim bị thận. Thận rồi huyết áp cao. Dạ. Là bà phát hiện dương tính là chỉ mới đây thôi. Mới đây thôi, tại vì lúc trước là cái khu đó không ai bị hết á. Dạ. Nhưng mà tại vì lúc mà ngay mùa dịch á, ai cũng tự cách ly hết, không có bị. Tự nhiên cái chỉ thị 16 vừa mở cửa, cái đi tới đi lui làm ăn buôn bán đó. Dạ. Rồi người này lây cho người kia, rồi mới lây tùm lum hết. Còn ngoại thì ở nhà, nhưng mà không biết cách ra mà lây ngoại. Còn vậy á, là coi bị hồi tháng 7, tại vì làm công ty á. Dạ. Vừa về là đã bị mà lúc đó sợ. Dạ rồi, sau khi bà với lại cô có kết quả xét nghiệm thì bây giờ con với anh Liệu sẽ đưa bà vô đây là khu cách ly của bệnh viện quân y 175 quý khán giả. Thì do là khu này là khu vực cấm nên là con chỉ có thể ngồi trên xe để truyền tải cho quý khán giả xem được thôi. Thì bây giờ chỉ có mình anh Liệu sẽ đẩy băng ca để cho bà vào trong khu điều trị này, quý khán giả. Anh xuống làm thủ tục. Dạ rồi, tụi con đã hoàn thành xong giấy tờ thủ tục cho bà nha quý khán giả. Bây giờ anh Liệu sẽ đưa bà xuống để bà được nhập viện tại bệnh viện quân y 175 nha quý khán giả. Thì cũng mừng cho bà, hồi nãy thấy bà cười là anh em tụi con cũng vui lắm rồi quý khán giả. Tại vì lúc đầu thì nãy thấy bà cũng hơi yếu, nhưng mà hồi nãy thấy tụi con thấy bà cười thì cũng rất là vui. Bây giờ sẽ cho bà được vào bệnh viện quý khán giả. Không biết mong gì hơn, thì mong cho bà được thật nhiều sức khỏe.
để tiếp tục sống cùng với con cháu. Rồi bây giờ anh Liệu đưa bà vào trong rồi nha quý khán giả. Rồi thì bây giờ con sẽ chờ anh Liệu lên và hai anh em tụi con sẽ tiếp tục tâm sự với quý vị khán giả nha. Dạ rồi, xin chào quý khán giả. Thì hai anh em tụi con đã hoàn thành xong nhiệm vụ là đưa bà vào cấp cứu rồi nha quý khán giả. Thì nếu mà trong quá trình cấp cứu mà anh em tụi con có sai sót những gì thì cũng mong quý khán giả đóng góp ý kiến để anh em tụi con ngày một tốt hơn quý khán giả. Anh Liệu, cú clip anh có nói gì với quý khán giả không? À, xin chào quý khán giả và các quý khán giả trong và ngoài nước thân mến. Thì anh em con nãy giờ cũng đã đưa bà cụ vô tới bệnh viện quân y 175 đã hoàn thành. Trên đường đi thì bà cụ cũng hơi mệt tại vì đường thì cũng hơi sốc. Dạ thì trong lúc mà mình đang chạy xe thì Liệu sẽ coi cái cam ở đây nè, cái kiến ở đây thì nhìn ra sao thì thấy cháu của ngoại á, thấy với con cứ ôm ngoại hoài, cứ tưởng là ngoại đang mệt thì cũng cố gắng chạy về tới bệnh viện gấp gấp để cho các y bác sĩ tiến đầu người ta cấp cứu kịp thời cho bà ngoại. Thì nói chung người thường người ta thường nói cứu một mạng mười, cứu một mạng người xây 10 ngôi chùa. Dạ thì thấy bà cũng bà ngoại cũng hơi mệt thì con cũng cố gắng chạy thật nhanh để đến bệnh viện để nếu mà có chuyện gì xấu thì sẽ có y bác sĩ người ta sẽ cứu kịp thời như quý diễn giả. Dạ trong quá trình con chạy xe nếu mà quý diễn giả không chưa có hài lòng về con thì xin quý diễn giả hãy comment vô là con sửa như thế nào rồi đó. Thì xin chân thành cảm ơn quý diễn giả thật nhiều đã luôn luôn đồng hành cũng như là sư phụ Tám Sang con. Con cũng thay mặt sư phụ con, sư phụ Tám Sang con cũng cảm ơn và tri ân các quý diễn giả trong và ngoài nước thân mến. Xin cúi đầu cảm ơn sâu sắc đến quý diễn giả thật nhiều và chúc quý diễn giả thật nhiều sức khỏe. Rồi con Hiếu nhỏ cũng xin chúc quý khán giả được thật nhiều sức khỏe và luôn luôn tuân thủ theo 5K quý khán giả. Và đừng quên like, share, subscribe cho kênh Họ Thiện Nguyện BDS, kênh Tám Sang Trắng Cơm Ấm Lòng và kênh Tám Sang Nhiều Chuyện. Rồi tạm biệt quý khán giả, hẹn video quý khán giả những video clip sau.